vì trước đây ta không biết lấy gì để tượng trưng cho những người giỏi về văn hóa văn học, thì quan sát trên bầu trời có cái chòm sao 28 ngôi sao sắp xếp giống như là chữ văn, cho nên là về Nho giáo người ta sử dụng cái sao khuê để biểu tượng cho những người giỏi về văn hóa văn học. À, khi vua Lê Thánh Tôn giải oan cho Nguyễn Trãi đó thì có nói câu là lòng ức trai sáng tựa sao khuê, thì đó là cái biểu tượng của văn hóa văn học. Qua khỏi cái khu vực Khuê Văn Cát này thì các anh chị chúng ta sẽ qua cái khu vực Hồ Thiên Quang Tỉnh,